Vâng, Hoàng Mỹ Digital à. Mới chào các bạn nha. Hôm nay là mình đến khách hàng để hỗ trợ cho khách này. Sau này các bạn muốn cần reset nó thì các bạn làm như sau. Khi nạp mực in á, thì hộp mực nó sẽ reset để nhận lại hộp mực ban đầu. À, đây là cụm đờ rung này. À, đây là cụm đờ rung nha. DR là đờ rung. Rồi, cái này là toner là hộp mực. À, khi hộp mực mà nó hết mực á, thì nó sẽ báo này, chúng test này, hoặc là nó trên máy nó báo toner lao, tức là toner là hộp mực lao là thấp. Đấy, nó chỉ còn có rất ít nữa. Bây giờ các bạn sẽ làm sao? Đây là cụm đờ rung nha, nên mình có cung cấp. Bây giờ là hộp linh kiện để xài cho cụm đờ rung chính hãng. Bây giờ là hiện tại linh kiện là không về, không trùng, không thay được, cho nên chúng ta phải thay cái hộp mực cụm đờ rung tương thích thì sẽ mới hiệu quả được. Rồi, để chúng ta reset thì chúng ta bỏ vào vào đây. Sau khi chúng ta nạp mực xong rồi, mở cái nắp ra, mở cái nắp này ra, cover này, e-open, cover là cái nắp trước này đang mở này đó. Các bạn bấm nút stop và này giữ liên tục, giữ này, giữ. Nút clear với nút stop. Ta bằng cách bấm cái này liên tục nhanh tay nhá, giữ hai nút này liên tục nhắc lại nè, xong là bấm nút clear liên tục nhanh đó. Rồi chúng ta lên nè, reset nè, rồi ok nè, bấm nút lên này nữa nè, rồi reset nè, rồi accept là chấp nhận, rồi đóng lại, đóng nắp lại nhanh. Rồi để máy nó khởi động nhé. Menu này, printer này, in này. Menu này. Finish short này. Finish short là in thử này. Rồi, bây giờ ta in thử coi. Đây là bản trước khi này nè, bản trước này, sau này. Lưu ý là nạp mực phải nạp mực đúng nha, nạp mực tầm bậy tầm bạ là nó ra đen thui hết cái tờ giấy đấy. Đó, đây là bản test này, bản test sau khi nạp mực này và sau khi chúng ta thay cụm đờ rung, nó sẽ báo cho chúng ta đây. À, tôi quay không có dừng nha. Đó, cụm đờ rung này nó đã xài được khoảng 75% rồi. Đấy, hộp mực nó lên full 100%. Đấy, chính xác ha. Đây là cái chất lượng hộp mực nè, mực nạp nè, nó phải 90 so với chính hãng nha. Đây là chất lượng của hộp mực bên mình nha.
tại sao nơi khác người ta thầm nạn trên mạng là sao đi nạp nơi khác nó bị mờ. Thì các bạn cứ xài mực chính nó thôi, đừng có xài hàng hàng giá rẻ là được. Đó, đây là chất lượng, chất lượng hộp mực nè, chất lượng ban đầu nè, ban đầu chưa, lúc ban đầu nè, các bạn nhìn ha, 90. Rồi nha, chào các bạn nha. Rồi, chúc các bạn thành công nha. Nhắc lại, các bạn muốn đó thì các bạn cứ tắt máy đi, rồi nhấn ở hai nút này lên, bấm clear liền lên, làm theo giống như hướng dẫn là được. Rồi, biết thêm tiếng Anh một chút nữa là ok nha.